Rồi 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 Golem băng vào đi em. Golem băng phải vào cái pha thi đấu này em ơi, để băng lại cái con nhà chính cho anh. Rồi đây anh sẽ đầu tư lộ cho các chú. Rồi 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 băng 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 băng. Ui một cái pha đóng băng cực cay để cho Queen bắn nhà chính. Có băng pha lửa không? Băng bắt băng luôn. Ui ôi băng, ui băng hay quá em ơi. Vâng có một pha cứu thua. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng toàn thể tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Nhóc MT đây. Rồi lời đầu tiên được cho Nhóc MT chúc toàn thể 500 anh em có một ngày mới vui vẻ các bạn ạ. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với Golem Băng các bạn nhé. Đây, hiện tại thì Golem Băng của mình đây. Nhưng mà có cái điều gì thú vị ở Golem Băng ở Hunter Han 12 này, thì hôm nay anh em có thể thấy rằng là mấy hôm trước thì sau cái vụ update của COC thì COC Supercell đã quyết định là tăng thêm một level cho Wick và một level cho Golem Băng đúng không anh em? Hiện tại thì Golem Băng của mình đang là Golem Băng 2. Hôm nay thì mình sẽ cho Golem Băng của mình lên max level các bạn nhá. Từ 2, 3, 4 này, xong là lên đến 5 này. Ui, cũng căng phết nhỉ. Nhưng mà hiện tại thì mình cũng đang sắp lên được đến level 3 rồi các bạn ạ. Bây giờ chỉ còn 4 tiếng nữa thôi. Rồi, thì hiện tại thì mình sẽ đọc qua cái thông số cho anh em xem. Đây cái con Golem băng đây. Golem băng băng thạch nhân các bạn ạ, cấp 2 là sát thương 28 này. Rồi. Thời gian đóng băng khi bị phá hủy là 4,75 giây các bạn nhá. Máu là 280. Hay bây giờ mình sẽ làm một cái video là đánh từng cấp một các bạn nhỉ. Có lẽ rằng là mình sẽ đi đánh Golem ở cấp 2 trước đi. Bây giờ thì mình sẽ đi đánh Golem ở cấp 2 nhé các bạn nhá. Sau khi đi đánh Golem ở cấp 2 xong thì về mình sẽ đi đánh Golem ở cấp 3. Sau khi đánh Golem cấp 3 xong thì mình sẽ lên cấp 4 để xem cái cảm giác ở Golem cấp 4 sẽ như thế nào. Và sau khi đánh ở Golem cấp 4 thì mình nghĩ rằng là mình sẽ đánh ở Golem cấp 5. Vâng, như vậy thì nó sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều nhỉ các bạn nhỉ. Sẽ là cấp 2 1 này, cấp 3, cấp 4. Ui, mình sẽ phải đánh 4 trận. Vâng, nhưng lâu lâu một tí nhưng mà mình cảm giác như vậy nó sẽ ý nghĩa hơn. Sẽ là một phát mình lên một phát, mình có thể lên phát Golem 5 luôn. Bây giờ thì mình nhưng mà mình thấy rằng là như vậy thì nó cũng không được ý nghĩa lắm. Nên là bây giờ thì mình nghĩ rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ đánh thử trước, đó chính là cái con Golem cấp 2 trước các bạn nhá, để xem cái cảm giác là Golem cấp 2 nó sẽ như thế nào. Rồi, thì mình sẽ tìm ra nhà nào và quẩy luôn căn nhà đấy. Thì cái con Golem cấp 2 này thì cái thời lượng nó đóng băng khá chi là thấp. Nó đóng băng khá chi là thấp các bạn ạ. Khi mà ở những căn nhà ví dụ như Mark Han 12 thì mình nghĩ rằng là cái đối thủ của Han 12 thì Golem băng level 2 không phải là đối thủ đúng không anh em. Nhưng chúng ta sẽ xem một trong những cái màn đóng băng đang, vâng bây giờ miền Bắc ngoài mình thì đang hiện tại đang rất chi là nắng nóng rồi. Đây là chúng ta sẽ có những cái trận. Rồi mình sẽ tìm ra nhà nào thì quẩy luôn nhà đấy các bạn nhé. Sẽ không ông kiểu là sẽ đi chọn nhà các kiểu này kia thì mình sợ rằng là các bạn sẽ bảo là anh chọn nhà chọn kiếc. Rồi mình sẽ tìm ra nhà nào và mình sẽ quẩy luôn. Rồi cho mấy Golem băng vào này. Rồi và mình nghĩ rằng là sẽ thả ít một các bạn ạ. Ôi chưa gì đã đục được vào nhà chính rồi. Biết thế mình cho xe bò ra từ hướng kia các bạn ơi. Rồi Golem băng. Vâng hay quá. Cho Queen vào luôn thì làm sao nào. À bên trong có dòng xét à, bây giờ mình mới để ý này. Rồi mình không để ý con dòng xét ra đi mất rồi. Mình cũng chẳng để ý bên trong quân hội là gì đâu các bạn ạ. Có gì đánh đấy thôi. Rồi gầm, úi giỏi ơi. Sao lại chơi xấu tính vậy. Ông này ơi, ông này chơi cả rồi. Các bạn có để ý không à, chơi các kiểu con đà điểu quá. Ông này chơi luôn cả quân thủ luôn các bạn này. Lém luôn cho bình. Ấy các bạn ơi, Golem băng có thể đóng băng cả bên trên các bạn nhá, không phải là đóng băng mỗi bên dưới đâu nhá các bạn ơi. Rồi đóng băng cả bên trên lẫn bên dưới luôn này. Ui rồi, ui không kịp lém, vẫn bị dính hai phát. Ui rồi các bạn ơi, đóng băng luôn này. Mặc dù đang rất khỏe, vẫn rất trâu nhưng mà anh đang bị bao nhiêu tất cả mọi lực lượng. Vâng, Balon không kịp nhả các bạn ơi, Balon không kịp nhả. Balon cứ đuổi theo là Balon lại bị đóng băng thôi này, lại tiếp tục hóa băng cái lại bị đóng băng này. Ấy anh em thấy chưa, ấy chưa. Vâng, mỏ chim bây giờ cũng không kịp làm gì rồi. Vâng, ủa đóng băng lâu đấy. Ủa đóng băng lâu vậy. Ủa ôi hết luôn này. Trời ơi phê vậy trời. Rồi rất phê, mắc phê chứ không phải phê nữa. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đợi con Golem băng 3 các bạn ơi.
Để mình lên full một xíu cái doanh trại các bạn nhá, đợi mình xíu. Rồi sorry tất cả các bạn nha, thì cái pha mà mình lên Golem băng 3 đây, các bạn nhìn thấy là Golem băng 2 ở Golem băng 3 này, Golem băng 4. Thì cái trận mà Golem băng 3 thì mình đã không để ý, và cái lúc mà mình copy sang thì nó hơi bị lỗi một tí, nên chính bởi vậy mà cái đoạn video đấy nó bị lỗi rồi. Nên là bây giờ thì mình sẽ quay lại cho anh em xem cái trận mà mình đánh Golem băng 3 các bạn nhá. Hơi tiếc một tí ti bao nhiêu công của mình. Rồi thật sự buồn quá. Mình lúc kia mình hơi lỡ tay, bởi vì lúc cái pha mình cop sang nó bị lỗi một tí, nên chính bởi vậy mình đành phải quay lại. Rồi nhưng mà không sao đâu, thì đây anh em có thể thấy rằng là đây mình đã lên Golem băng 3 đây cho anh em xem rồi. Đây là hiện tại thì đây là đang ở Golem băng 3. Vâng, cái thời gian băng thì anh em có thể thấy rằng là đã hơn so với lại Golem băng 2 rồi, đúng không anh em? Vâng. Rồi Golem, ui dồi ôi, băng này phê chưa. Vâng, hiện tại thì Golem đang băng rất chia là phê. Bên trong quân hội là Viking, có mấy em Viking. Vâng, đóng băng luôn nhà chính. Ui, Golem băng mà cũng bị bẫy bật à. Liệu rằng có bắt được con nhà chính không? Tiếp tục băng các bạn ạ. Vâng, băng quá kinh khủng. Ui, băng cả nhà chính. Vâng, em kinh 57 ra đây VS ạ. Chém một chém thì anh gồng kinh. Vâng, tiếp tục. Ui ôi, khi mà nó vỡ ra thì anh em có thể thấy rằng là cái diện rộng băng cực lớn các bạn nhá. Vâng, cái diện rộng băng quá lớn luôn này. Pha này thì cái chỗ ấy, mấy em này hơi ít máu. Liệu rằng ui ôi, dày kín luôn các bạn ơi. Vâng, một cái pha mà có lẽ rằng là ba em đi băng đến lỗi là mình nghĩ rằng là cái pha đấy phải băng đến cỡ khoảng âm cỡ khoảng tầm 5.000 độ C mất. Phê quá các bạn ạ. Hiện mỗi tội là không thắng thôi, nhưng mà mình cũng không quan trọng về cái chuyện thắng thua. Mình đang làm đó chính là anh em thấy rằng là từng mức độ lên rồi, đúng không anh nhá? Thời gian lên dần rồi. Ok các bạn ơi, chúng ta sẽ đến với đó chính là cái trận lên siêu Golem băng 4, để xem cái cảm giác Golem băng 4 nó có khác bọt so với Golem băng 3 không các bạn nhé. Đây thì mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn một cái web mua bán COC, đó chính là muabancoc.com các bạn nhé. Đây là shop ác COC uy tín, an toàn, tự động. Các bạn gõ là muabancoc.com, các bạn lên đây thì tha hồ sẽ lựa chọn được những cái ạc mong muốn, hoặc các bạn cũng có thể lên trực tiếp Facebook của admin Nguyễn Quốc Khá các bạn ơi. Đây admin Nguyễn Quốc Khá có Facebook cũng là Nguyễn Quốc Khá các bạn nhé. Rồi thanh toán thì khá chi là dễ dàng, thanh toán qua thẻ ATM hoặc cũng có thể là thanh toán qua thẻ cào theo Evila các bạn nhé. Rồi nếu như bạn nào mà chưa có ạc và bạn nào muốn mua cho mình một con ạc mắc, hoặc là muốn mua cho mình một con ạc như nào đó, thì anh em đừng quên đó chính là muabancoc.com các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ đến với đó chính là Golem băng lên level 4 các bạn nhé. Sẽ xem cảm giác nó sẽ như thế nào. Liệu rằng bắt đầu từ level 4, Golem bắt đầu bước chân vào là của level 12 đúng không anh em? Trước đây thì level 4 thì đã là mắc của Golem của 12 rồi. Vâng, bây giờ thì bắt đầu chúng ta sẽ xem cái cảm giác mà Golem lên level 4 thì liệu rằng có khác hơn một tí ti so với lại Golem ở level 3 với lại level 2 không các bạn nhá, với lại level 1 không. Thì mình cũng sẽ đọc qua một xíu siêu thông số để trước khi nâng cấp cho anh em xem. Đây, Golem băng của mình đâu? Golem băng của mình đây, hiện tại đang là 260 dầu đen các bạn ạ. Sát thương đang là 32, thời gian đóng băng khi bị phá hủy là 5,5 giây. Rồi, máu là 3.000, chi phí huấn luyện là 2.600, thời gian huấn luyện là 3 phút. Thì bây giờ thì mình sẽ cho lên luôn Golem băng 3 nào. Rồi, 100, hình như 160.000 dầu đen thì phải. Đúng 160.000 dầu đen này. Lên luôn các bạn nhá, và mình sẽ sử dụng này. Rồi, có luôn Golem băng 4. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ đọc một xíu siêu thông số của Golem băng 4. Đây, sát thương là mỗi giây là 36. Vâng, vừa lấy là 32 nhỉ, tăng lên có 4 thôi à. Hơi ít một tí, thời gian đóng băng khi bị phá hủy là 6,2 giây. Như vậy là đã tranh lên hơn rất nhiều rồi các bạn nhỉ, vừa lấy là 5,5. Rồi máu là 3.200, chi phí huấn luyện là 2.800, tăng thêm 20 hắc tiên dược. Thời gian huấn luyện là 3 phút các bạn nhé. Như vậy thì những cái bên dưới thì máu thì cũng được tăng thêm một xíu này. Thời gian cũng như là sát thương thì mình cảm giác những cái sát thương tăng lên rất chi là ít các bạn ạ. Nếu như mà sát thương tăng lên nhiều thì mình còn có cảm giác như nó ok một tí, nhưng mà cái sát thương nó tăng lên ít quá. Rồi đây chúng ta sẽ xem trận sau thì mình sẽ cho Golem này lên Golem băng 5. Sát thương cũng chỉ mỗi lần tăng được 4 thôi,
sát thương lần sau thì sẽ lên được sát thương 40 thời gian. Nhưng mà được cái thì cái thời gian đóng băng khi bị phá hủy ngày càng lâu. Máu là 3.200 cộng 200 các bạn nhá. Chi phí huấn luyện là 280 cộng 20 hắc tiên dược. Ok ok. Nhưng mà đấy là ở cái trận sau các bạn ạ. Rồi bây giờ thì là ủa ơi, lâng cấp lên golem bằng 5 14 ngày cơ, sao mà kinh điển vậy. Bây giờ thì mình sẽ đi luôn, đó chính là cái trận thi đấu thứ 3 của mình các bạn nhá. Cái trận thi đấu thứ 3 của Golem Băng 4. Vâng, từng một thời là huyền thoại, Golem Băng 4 thì chắc chắn là huyền thoại rồi, nhưng mà anh mới bị xoáy ngôi bởi vì sao? Bởi vì Golem Băng 5 vừa ra thêm một level nữa. Không biết là tới đây thì liệu rằng có lên Golem Băng 6 không? Chúng ta sẽ xem là vâng, chiến luôn, không cần phải tìm nhiều. Rồi đây. Mình sẽ chiến luôn với tất cả các bạn nhé. Vâng, chiến ngay và chiến luôn nhỉ anh em nhỉ. Rồi, vào luôn ạ. Mình sẽ cho tầm khoảng mấy con vào đây này. Ấy, phê chưa? Phê chưa anh em, thấy phê chưa? Rồi, lém cho bịch treo dao các bạn nhé. Rồi, treo dao vào đi em. Hay thật các chú. Bên trong có dòng xét ạ. Ôi giời ơi, có dòng xét kìa các bạn ơi. Ui, không kịp đóng băng rồi, không kịp đóng băng rồi. Chúng ta không kịp đóng băng ở cái pha thi đấu này, nhưng mà không sao. Khi mà, ui giời ơi, bị băng quá nhiều các bạn ạ. Vâng, bị băng không phải là nhiều mà là gọi là siêu nhiều luôn. Và tiếp tục là khi mà mình không có cái quá nhiều cái bình băng, mình không mang quá nhiều bình băng đi, bởi vì anh em cũng biết rồi. Mình mang bình băng đi nhiều thì ui giời ơi, bởi vì cái golem băng này nó đã băng đóng băng rồi. Ui giời ơi, hay thế mọi người ơi. Hay quá kìa, tiếp tục đi em ơi. Trời ơi kìa, tiếp tục đi. Có một em nằm xuống thì chắc chắn sẽ băng toàn đối thủ ở trận này. Vâng, tiếp tục vâng, pháo lại bàng không kịp làm gì rồi. Tiếp tục băng nữa nào. Vâng, tiếp tục băng nữa. Ui giời, pháo lại bàng nói thật với anh em là khóc thét luôn ở những cái pha. Tiếp tục băng rồi ơi, khổ thân cái ông pháo lại bàng này quá. Vâng, tiếp tục băng. Không phải chém gió anh em, như từ vừa nãy đến giờ băng cỡ chắc phải gần đến phút rồi. Vâng, tiếp tục rồi ơi, lại tiếp tục. Vâng, tôi không thích cho ông bắn này. Vâng, bây giờ là theo đúng kiểu là mình không thích cho bạn bắn nữa. Vâng, băng từ đầu đến cuối thế này thì ai chơi anh em ơi. Vâng, quá nguy hiểm đúng không anh em. Vâng, nói thật với tất cả các bạn là thật sự là rất nguy hiểm. Cái thời gian băng thì mình thấy rằng là càng ngày băng càng lâu rồi. Và chúng ta lại đợi đến cái trận thi đấu, đó chính là cái trận thi đấu thứ tư để lên golem siêu băng 5, xem cái cảm giác nó sẽ như thế nào các bạn ơi. Rồi anh em hãy đợi là. Rồi chúng ta sẽ đến với cái trận thi đấu cuối cùng các bạn nhá. Trận thi đấu cuối cùng này thì mình sẽ cho con golem của mình lên, đó chính là golem băng 5, để xem cái cảm giác là cái con golem băng khi mắc này, cái con golem băng vừa được supercell đúng không anh nhá, vừa cho thêm một level mới. Đây, cái thời gian nâng cấp thì anh em có thể thấy rằng là lên đến 14 ngày. 200.000 hắc tiên dược. Để xem cái con golem băng 5 này khi mà được supercell tăng thêm một level thì nó có cảm giác nó sẽ như thế nào. Rồi đây, thì mình sẽ đọc qua thông số khi mà lên golem băng 5 này. Và mình sẽ đi mua, đó chính là cái quân huy các bạn ạ. Mình sẽ sử dụng huân chương các bạn nhé, để đi mua. Vâng, cái thời gian là lên đến 7 giây. Ui, 7 giây đóng băng và khi bị phá hủy rơi vào 0.6725 cộng với 0.75 thì mình nghĩ rằng là rơi vào tầm khoảng 8 giây. Và bây giờ thì mình sẽ đi mua huân chương là đâu rồi, nâng cấp lính đâu rồi, đây đúng không anh em. Bạn có muốn mua nâng cấp binh lính không? Vâng, mua luôn chứ, để mình nâng cấp là. Rồi bây giờ đang trong cái thời phút gọi là huy hoàng các bạn ạ. Đây, hiện tại thì chúng ta sẽ lên luôn, đó chính là golem băng 5, để xem cái cảm giác em golem băng này có khác hơn so với lại em golem băng 4 này, golem băng 3 với golem băng 2 không các bạn nhá. Golem băng 1 thì mình không nói làm gì bởi vì cái thời đầu tiên nguyên sinh nhỉ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ lên luôn. Ôi giời ơi, lên luôn các bạn này. Ấy, băng thạch nhân này anh em nhìn thấy chưa? Phê chưa đây? Rồi mình sẽ chụp lại một cái kiểu ảnh để lưu giữ lại là. Rồi, đẹp quá đi thôi là. Và bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành, mình đã hoàn thành, đó chính là nâng cấp lên siêu golem băng 5 rồi các bạn ạ.
Thật sự đà đang trong người, đang rất chi là phê pha khi mà từ vừa lấy từ Golem băng 2 đến Golem băng 3, Golem băng 4, Golem băng 5 và bây giờ thì Golem băng 5 đây. Mình cũng đã đánh 3 trận rồi này các bạn này. Đấy, Golem băng 1 2 này, Golem băng 3 này, Golem băng 4 và bây giờ sẽ đến đó chính là cái trận Golem băng 5 các bạn nhá. Để xem cái cảm giác là Golem băng 5 khi quên mất để mình đọc xem là cái thời gian khi bị phá hủy ấy các bạn ạ, liệu rằng là nó có khác hơn. Đây, băng thạch nhân cấp 5 các bạn ơi. Rồi, sát thương là 40 này, thời gian đóng băng khi bị phá hủy là 7 giây, có 7 giây thôi anh em ơi. Máu là 3 củ 4. Rồi, đúng lúc kia mình tính hơi nhầm, nó phải 25 mới không phải 75 này, thì 7 giây nhỉ. 7 giây thì mình cảm giác như là hơi ít. Để tí nữa mình sẽ xem là cái bình băng mắc thì nó sẽ đóng băng bao nhiêu giây các bạn nhé. Mình cảm giác thấy hình như là cái con Golem băng này có bị giảm xuống không nhỉ? Có bị giảm cái thời gian đóng băng xuống không? Rồi bây giờ thì bỏ qua tất cả đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chinh chiến một cái trận đích thực. Rồi, toàn là Ifilo một tia khắc tinh lại với lại Golem băng một thôi. Golem băng thôi các bạn ạ. Nhưng mà không sao, bởi vì đây là Golem siêu băng 5 đấy. Chinh chiến luôn. Vâng, chúng ta sẽ có cuộc chinh chiến luôn. Và kinh queen luôn các bạn nhá. Mỗi tội là cái trận này mình lại không có đại quản giáo đi cùng thôi. Chứ nếu mà có đại quản giáo đi cùng thì nói thật với tất cả các bạn là cực phê rồi, chứ không phải là phê nữa. Vâng, đi vào rồi các bạn ạ. Vâng, bây giờ là vào rồi đấy này. Quyết định là em ấy vào rồi đây này. Cho mấy em ở đằng này luôn à. Rồi, còn đâu lém hết ra đây. Ôi, đã bị ui ôi, ui băng luôn này. Phê chưa? Vâng, phê, không phải phê mà là cực phê chứ không phải là phê nữa. Rồi mỗi tội hơi ít. Ui ui, lại tiếp tục băng kìa các bạn ơi. Ôi rồi, phê vậy chơi. Rồi, Golem băng vào đi em. Golem băng phải vào cái pha thi đấu này em ơi, để băng lại cái con nhà chính cho anh. Rồi đây anh sẽ đầu tư lộ cho các chú. Rồi, băng. Ui, một cái pha đóng băng cực cay để cho Queen bắn nhà chính. Và có băng pha lửa không? Băng bắt băng luôn. Ui ôi, băng. Ui, băng hay quá em ơi. Vẫn có một pha cứu thua đến từ Golem băng. Ô, mình vẫn còn hai con này. Đấy thì hai con này cho vào đâu đây? Vâng, hai con này có lẽ phải lém vào đây thôi. Rồi ôi, vâng. Rồi các bạn ơi, quá kinh khủng này. Ba lon không nhằn nhè gì hết. Vâng, hai sao thôi. Ba lon cứ ở đấy mà chơi nha. Vâng, bây giờ thì anh cứ cho chú ba lon ở đấy tiếp tục đóng băng nữa này các bạn này. Và tiếp tục đóng băng nữa, thời gian băng là 7 giây thì ba lon đến khi nào mới được hóa băng đây. Vâng, tiếp tục đóng băng em nữa, tiếp tục đóng băng ba lon này. Ba lon kịp di chuyển nhưng mà anh cũng đã kịp đóng băng chú lại luôn này. Rồi lại tiếp tục hóa băng nữa. Ôi phê vậy trời. Vâng, sắp hết băng rồi. Vâng, đóng băng luôn này. Sắp hết băng thì cũng phải đóng băng lại. Vâng, các bạn thấy phê không? Ồ, đường bên trên này thì con kinh của mình ra đi rồi. Bây giờ thì một mình em Guiza với lại hai em cung thì chắc chắn phải ra đi rồi các bạn ơi. Vâng, quá hay, có những cái pha và đóng băng của siêu Golem băng. Đấy các bạn ơi, siêu Golem băng lên. Có lẽ là siêu Golem băng này cho VS lại với lại cái con dòng bốt các bạn nhỉ. Cứ để cho một em Golem cho em Golem băng ra, xong là để cho em Queen cứ thế, cứ để cho con Golem băng này nó đóng băng lại cái con rồng bốt để cho con Queen đằng sau nó sẽ bắn. Có nào thì mình sẽ làm thử cái video đấy đi. Ok, thì hôm nay có lẽ rằng là video của Nhóc Còn Tê đến đây kết thúc rồi. Hẹn tất cả các bạn vào những cái video sau các bạn nhá. Anh em hãy cho Nhóc Còn Tê xin một lượt like, như một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh để giúp Nhóc Còn Tê có thêm những động lực để làm thêm nhiều về những cái video này nữa các bạn ơi. Rồi giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.